Thì đây các bạn, anh mình cho mình một ít cá này nè. Các bạn biết cá này cá gì không? Đây là cá lưỡi trâu nha. Cá lưỡi trâu thì anh cũng ăn sạch sẽ trơn nè. Giờ chỉ là mình cắt ra, mình khứa, mình ốp, mình kho kho tiêu hồi ăn cơm nha các bạn. Cắn ngay. Cắn ngay. Con lọc xương hết trơn rồi. Chưa bác? Cũng riêu mình chín thì giờ mình múc ra mình ăn nha các bạn. Múc cho tô. Đây nãy mình bỏ đủ đủ vô lục đẻo ta. Cà. Đây phanh giò nè. Tô siêu to khổng lồ các bạn ơi. Đã không? Mới đã đồ đi rồi. Thử thách con gái ăn tô bún siêu to nè các bạn. Con cắn khoanh giò heo nè. Trời ơi. Ngập mồm. Ui. Ui trời ơi. Con tô bún nè. Bún khổng lồ luôn nè. Ăn gì không bể bụng luôn. Giờ mình tiến hành mình nấu nước lèo nha các bạn. Mình khử tỏi. Để dầu sôi mình cho tỏi vô. Cho cà vô luôn. Mình khử cà cho nó có ra màu đục nha các bạn. Rồi mình cho giò heo vô luôn. Bạn đảo đều lên. Rồi mình cho nước vô nha các bạn. Rồi nấu cho giò heo mình nó rụt. Chờ đợi nồi nước lèo của mình, giờ mình sắc tẩu rồi mình chiên nha các bạn. Nãy mua 3 miếng tẩu.
Bây giờ mình bỏ vô chảo mình chiên. Chiên cho nó hết mặt lại rồi mình bỏ vô trong nồi nước lèo của mình. Rồi 3 miếng. Tàu hũ mình nó vàng một mặt, giờ mình tỏi nha các bạn. Tỏi đều hết nó lên, chiên 4 mặt nó luôn. Món tàu hũ chiên này dễ ăn. Tàu hũ mình cũng vàng rồi, giờ mình tắt bếp nhắc xuống nha các bạn. Vàng đã không? Này chấm tương cà, tương ớt ăn cũng ngon. Đây mình có cục huyết nữa các bạn. Giờ mình xắt cục huyết rồi mình bỏ vô nồi nước ha. Huyết ngon ghê không? Đổ vô. Nhìn nồi nước lèo mình đã không? Đây thì mình có đu đủ nè, mình mới hái trái đu đủ. Chút mình bỏ vô đây cho nó ngọt nước. Cho thịt nó chín thì chút mình bỏ đu đủ sao.